Sơ Tranh giao lưu với Bắc Trì thôi cũng đã khó khăn, chứ đừng nói là bọn zombie này, nhưng dường như Bắc Trì cũng rất ngốc, kiểu này làm cho cô rất khó khăn. Xem ra vẫn phải tự lên thôi. Không biết Sơ Tranh rút từ đâu ra một cây gậy, Bắc Trì liếc nhìn cô một cái, ôm đầu vọt sang bên cạnh. Lại không đánh mi. Sơ Tranh biểu diễn cho bọn chi khai xem thế nào là đơn phương ẩu đả zombie, zombie kêu ngao ngao cực kỳ đáng thương bọn người chi khai bị kinh hãi không nhỏ đại lão quá hung tàn đột nhiên có chút đồng tình với zombie là thế nào ấy nhỉ bọn họ nhất định là quá điên rồ rồi cũng dám đồng tình với zombie chuyện này không được zombie là kẻ địch của họ cơ mà nhưng mà nhìn thật sự rất đáng thương sơ tranh ẩu đà vẫn có hiệu quả ít nhất mấy con zombie này không dám giống lên với cô nữa khi cô đi qua cũng biết tránh đi kết quả thí nghiệm zombie cũng là hạng người hiếp yếu sợ mạnh. Sơ tranh chống gậy xuống đất, tâm tình có chút phức tạp. Nhìn bộ dạng này, dựa vào thực lực thì được đấy, nhưng vấn đề là, zombie nhiều như vậy, ta đánh hết đoạn đường này, phải đánh mất bao nhiêu thời gian. Ta không mệt chết sao, sơ tranh cảm thấy cách này không được. Nhất định phải nghĩ cách khác. Sơ tranh liếc nhìn về phía thẻ người tốt. Bác trì đứng ở bên đó, con người đờ đẫn cũng nhìn cô chằm chằm không biết trong đầu kia đang nghĩ những thứ gì được rồi dựa vào thẻ người tốt còn không bằng dựa vào chính ta sơ tranh phát hiện zombie cũng không phải nghe không hiểu lời nói kỳ thật có con có thể nghe hiểu nhưng mà đám zombie có chút phản nghịch phần lớn thời gian đều giả bộ như mình nghe không hiểu không để ý đến người những con zombie này không phải thẻ người tốt sao có thể được sơ tranh đối xử tốt cho nên rất nhanh liền có cỏ đầu tường không dám giả vờ nghe không hiểu nữa dưới tay sơ tranh có nhóm zombie đầu tiên nghe lời đằng sau thì tiến triển thuận lợi hơn nhiều một mình cô đánh nhiều zombie như thế chắc chắn rất mệt nhưng có thể để zombie xông lên nha đều là anh em luận bàn một chút cũng rất cần thiết miệng của tiểu tỉ tỉ gạt cả người lẫn quỷ sơ tranh dẫn theo một đám zombie lên đường sợ nhất là bọn người chi khai bây giờ bọn họ cũng không dám xuống xe nữa ai biết lỡ như có một con zombie nhảy ra giải quyết bọn họ luôn thì sao sơ tranh còn phát hiện bọn zombie này có hành vi tụ tập theo số đông đằng sau không cần cô ra mặt zombie nghe thấy động tĩnh sẽ tự gia nhập vào hơn nữa giữa bọn nó có thể giao lưu với nhau biểu hiện chủ yếu nhất là một số zombie mới gia nhập sẽ sợ hãi cô theo bản năng cô không làm gì cả vậy cũng chỉ có thể là bọn nó trao đổi tin tức với nhau biết điểm tâm nhỏ là cô đây rất hung dữ không thể ăn phần lớn e sợ sẽ kéo theo cả quần thể phía sau gần như sơ tranh cũng không cần động thủ nữa đương nhiên cũng có con đặc biệt phản nghịch không chịu bị con người chi phối lúc này chúng zombie sẽ vây xem một trận đơn phương ẩu đả đám zombie biết mình đánh không lại sơ tranh phát huy bản tính sợ kẻ mạnh đến phi thường đúng chỗ bảy zombie lớn mạnh rất cấp tốc đen nghịch một mảnh có người sống sót trông thấy, quay đầu chạy biến. Trên đường có một chút căn cứ cỡ nhỏ, phát hiện nhiều zombie như vậy di động, cũng bị dọa đến hồn phi phách tán. Mọi người chuẩn bị thu dọn đồ đạc chạy trốn, nhưng lại phát hiện bảy zombie không chạy đến chỗ bọn họ. Đám zombie kia muốn đi đâu vậy? Không biết, anh không nhìn thấy trận thế kia đâu. Má ơi, hù chết người. Tôi chưa từng thấy nhiều zombie như vậy bao giờ, quá đáng sợ. Zombie đại di rời, di rời đi chỗ nào? Không có ai biết bọn zombie này muốn đi đâu, cũng không ai trông thấy giữa bầy zombie có con người. Mặc dù zombie sẽ không tập kích sơ tranh, nhưng lúc buổi tối vẫn phải cần trực đêm. Dù sao bọn nó cũng không phải là con người, ai biết lúc nào bị chập mạch, đột nhiên không nghe lời thì sao? Tối hôm nay người trực đêm trước nửa đêm chính là triệu anh Tuấn và tiểu cung, hai người đang chơi cờ phi hành ra sao? bên cạnh là một con zombie ghé vào he he nhìn xem sao cờ phi hành gia phây sinh chi là một kiểu giống như cờ cá ngựa ludo và trò pachisi của ấn độ năm phút sau xung quanh triệu anh tuấn và tiểu cung đã vây đầy zombie sơ tranh đi ra vừa vặn nhìn thấy đáy lòng hơi lộp bộp một chút mau chóng đi tới mấy người đang làm gì thế đám zombie vèo cái tản ra con nào ôm đầu thì ôm đầu con nào chạy thì chạy tràng diện có chút hỗn loạn zombie tản ra triệu anh tuấn và tiểu cung toàn vẹn ngồi ở đó còn tưởng rằng đang vây lại ăn khuya chung chứ đại lão kỳ thật triệu anh tuấn và tiểu cung cũng bị dọa cho phát sợ sao mà họ biết được sẽ có nhiều zombie như vậy đột nhiên vây tới chứ họ còn không dám chạy sợ chọc giận bọn zombie này trông thấy sơ tranh cũng giống như trông thấy cứu tinh vậy không có gì thường gì chứ không không có sơ tranh gật đầu đi lấy chút nước nóng tới đây giúp tôi vâng tiểu cung hấp tấp đi nấu nước triệu anh tuấn thấy sơ tranh không có ý định về trên xe tặng hắng một tiếng chỉ vào cờ phi hành ra mời đại lão có muốn chơi một ván không chờ đợi cũng nhàm chán sơ tranh chơi với triệu anh tuấn một ván đại lão cô tập hợp nhiều zombie như vậy rốt cuộc là muốn làm gì thế Triệu Anh Tuấn thừa cơ hỏi sơ tranh. Bọn họ không đáng yêu sao? Ngài có hiểu lầm gì với từ đáng yêu à? Triệu Anh Tuấn lộ ra một nụ cười xấu hổ lại không thắt. Lễ, nói trái lương tâm, đáng, đáng yêu, tôi nhất định sẽ bị xét đánh. Cho nên, đại lão, ngài không thể vì đáng yêu, mà tập hợp nhiều zombie như vậy tới chứ. Đương nhiên, Triệu Anh Tuấn xém chút một hơi không đi lên được. Không phải sơ tranh chậm rãi bổ sung xong đại lão chúng ta nói chuyện có thể đừng ngắt quãng được không hù chết người tôi muốn xem thử xem bọn nó có nghe lời tôi không sơ tranh chậm rãi nói nói không chừng tôi có thể trở thành vua zombie đấy từng chữ tách ra anh ta đều hiểu nhưng vì sao hợp lại với nhau anh ta đột nhiên có chút không hiểu nhỉ vua zombie là gì một con người như ngài không yên bình làm người đi lại muốn đi làm vua zombie điên rồi sao mỗi một tế bào trên người triệu anh tuấn đều đang gầm thét nhưng trên mặt trừ run rẩy thì một chữ cũng không thốt ra được sơ tranh nói xong còn hỏi triệu anh tuấn anh cảm thấy thế nào tôi cảm thấy đại lão nhất định có thể làm được triệu anh tuấn nắm tay làm thủ thế cố lên ừ tôi cũng cảm thấy tôi làm được sơ tranh kéo căng khuôn mặt nhỏ phi thường nghiêm túc gật đầu ha ha anh ta có chút muốn mỗi người đi một ngả nha Tiểu cung đưa nước nóng tới cho sơ tranh, sơ tranh cầm nước nóng lên xe. Trong xe, tay bắc trì bị trói, con người tối tăm mờ mịt chừng sơ tranh, có chút dáng vẻ thở phì phò. Sơ tranh buông nước nóng xuống, đừng nhìn tôi như vậy, ai bảo anh động thủ trước. He he, rốt cuộc là ai động thủ trước, bắc trì hận mình không thể biểu đạt, chỉ có thể dùng ánh mắt chừng cô. Sơ tranh làm như không nhìn thấy, đi qua xúc vạt áo của bác trì lên vết thương của bác trì lành rất chậm thời gian dài như vậy rồi mà bây giờ cũng không khép lại nhưng hắn không cảm giác được đau đớn gì cũng không ảnh hưởng đến hành động sơ tranh đẩy quần áo lên cao lộ ra bụng dưới và vết thương của hắn he he bác trì bất mãn gầm nhẹ yên tĩnh chút he anh kêu thêm tiếng nữa thử xem he he Sơ Tranh thuận tay lấy khăn mặt sạch sẽ bên cạnh nhét vào miệng Bắc Trì. Bắc Trì dùng nước nóng lau xung quanh vết thương cho hắn, sau đó bôi thuốc băng lại một lần nữa. Lúc này Bắc Trì trừ Trừng cô thì không thể làm được gì cả. Hình ảnh này nếu để cho người ta nhìn thấy thì không biết sẽ sinh ra suy nghĩ không thể miêu tả gì nữa. Nhưng mà Sơ Tranh chỉ đơn thuần lau rửa cơ thể và thay thuốc cho hắn mà thôi. Làm xong những chuyện này, sơ tranh mặc quần áo gọn gàng lại cho hắn buông dây thừng trói hắn ra bắc trì tự nhả khăn mặt nhét trong miệng mình ra hai chân khuỵu xuống ôm thành một cục co đến trong góc trong miệng mơ hồ he he vài tiếng không biết có phải đang mắng cô không không đến ngủ cùng tôi he không hắn cũng có tôn nghiêm không đến thì thôi sơ tranh cũng không thèm để ý đến hắn hầu hạ hắn tốt cỡ đó mà hắn còn cáu kỉnh giỏi quá đi mà. Một phút sau, zombie tiên sinh rất không có cốt khí chống vào chỗ ngồi, nhét mình vào trong ngực sơ tranh. Bắc trì nằm xuống vài phút, lại từ từ ngồi dậy, tiến đến trước mặt sơ tranh chấp hành nghi thức trước khi ngủ. Sơ tranh, luôn cảm thấy hắn muốn nhân cơ hội cắn ta, không có nghĩa khác, thật sự là cắn ấy. Có đôi khi sơ tranh mở mắt ra, sẽ nhìn thấy con hàng này mắt không chớp nhìn chằm chằm vào cô, dáng vẻ kích động rõ ràng chính là dáng vẻ khi trông thấy đồ ăn ta thật sự quá khó quá khó xử một nhóc đáng thương yếu ớt bất lực như ta bác trì hài lòng nằm ngủ sơ tranh không buồn ngủ tí nào ôm người nhìn ra ngoài cửa sổ toàn là zombie sơ tranh quả quyết kéo rèm lên cúi đầu nhìn người trong lòng không biết có phải là ảo giác của sơ tranh hay không luôn cảm thấy hình như màu da của bác trì nhạt hơn trước đó rất nhiều cũng không biết virus kia là thứ đồ gì, có thể biến người ta thành thế này, không ăn không uống cũng sẽ không chết. Sơ Tranh suy nghĩ một hồi, cảm thấy mình đi moi móc bối cảnh thiết lập thì có chút ngu xuẩn. Sơ Tranh hôn lên mi tâm Bắc Trì một cái, kéo chăn mỏng qua đắp lại cho hắn, ôm người nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Sơ Tranh ngủ không sâu, cho nên Bắc Trì tỉnh, cử động lung tung trong lòng cô, cô cũng mở mắt ra theo. Bắc Trì trợn trừng đôi mắt tối tăm mở mịt, nhìn cô không chớp mắt sơ tranh nhìn ra phía ngoài cửa sổ một chút trời vẫn rất tối sao thế sơ tranh thấp giọng hỏi he thật xin lỗi không hiểu có thể nói tiếng người được không bắc trì kéo giọt màn cửa sổ ra chỉ vào bên ngoài he he zombie bên ngoài rõ ràng cũng hơi bạo động dần dần có không ít zombie đều đứng lên nhìn về một phương hướng người gác đêm đã đổi ca bây giờ là a giật và chi khai hai người xuất hiện ngoài cửa sổ xe của sơ tranh chi khai gõ gõ cửa sổ xe đại lão bên ngoài sao thế không biết bọn họ đột nhiên như vậy chi khai lắc đầu hình như có ánh sáng a giật chỉ vào cách đó không xa bên kia bây giờ họ đang ở trong rừng kế bên một con đường lớn phương hướng nguồn sáng truyền tới vừa vặn là trên đường lớn kia rất nhanh bọn họ đã nghe thấy tiếng người thất kinh la khóc, còn có tiếng kêu thảm thiết, bầy zombie càng rối loạn hơn. Sơ tranh cúi đầu nói với bác trì, bảo bối, bảo bọn chúng yên tĩnh lại. Bác trì dựa vào bà vai cô, nghe vậy không có phản ứng gì. Sơ tranh hôn hắn một cái. Bác trì ngước mắt nhìn cô, một lát sau cuối cùng cũng động, gầm nhẹ ra phía ngoài một tiếng. Zombie cách gần đó nghe thấy, từng tiếng chuyển nhau xuống quả nhiên đã yên tĩnh trở lại sơ tranh không biết bắc trì nói gì với bọn nó nhưng hiệu quả có vẻ không tệ sơ tranh cho là họ sẽ không gặp gỡ gì đám người kia dù sao mình lại không chặn đường cái những người kia chạy qua là được rồi ai ngờ đám người kia lại chạy về phía cô thế là đám người sống sót kia gặp phải bầy zombie khổng lồ sau lưng còn có một đám zombie ngao ngao đuổi theo bọn họ người sống sót giống như nhân bánh quy bị kẹp ở giữa. Tràng diện xấu hổ lần nữa. Sơ Tranh đứng trong bầy zombie yên tĩnh nhìn những người sống sót kia, giống như một pho tượng đứng sững. Trong bóng tối, trường hợp như vậy càng lộ vẻ cực kỳ kinh khủng làm cho người ta sợ hãi. Ai dẫn đường? Vì sao chỗ này lại có nhiều zombie vậy? Xong rồi, chúng ta đều phải chết ở đây rồi. Trước có sói sau có hổ, đám người này tràn đầy tuyệt vọng, zombie đằng sau càng ngày càng gần ngày hôm nay chẳng lẽ bọn họ phải nằm lại đây thật sao liều mảng có người giống to một tiếng không thể chờ chết được cũng không ai hưởng ứng với lời hắn ta nói nhìn zombie trước mặt lít nha lít nhít căn bản không nhìn thấy đầu bọn họ liều kiểu gì đây còn không bằng tự sát cho nhanh miễn cho lát lại phải chịu khổ ngay lúc đám người này tuyệt vọng trong bầy zombie bỗng nhiên tách ra một con đường con đường kéo một đường dài vào trong bóng tối không biết thông đến chỗ nào. Bọn nó có ý gì đây? Có người run rẩy hỏi. Mời ông vào chum sao? Sao một câu thành ngữ? Thỉnh quân nhập ung, trinh run du Nguyên ý của câu thành ngữ này là mời ông vào trong chum Còn ý chính là, dùng biện pháp của đối phương trừng trị đối phương, tương tự câu, gậy ông lại đập lưng ông. Mặc kệ có ý gì, chắc chắn bọn nó không có ý tốt. Không ai dám động, nhiều zombie như vậy, chạy vào đó, không phải tự tìm đường chết sao, grow grow grow, tiếng giống của zombie đằng sau giống như ở ngay bên tai, mỗi một âm thanh đều rõ ràng như vậy, đó là âm thanh của tử vong. Có người xông khỏi đám người, chạy vào con đường mà zombie tách ra. Đừng, tốc độ của người kia rất nhanh, đã xông vào, zombie hai bên. Không hề động, chỉ nhìn bọn họ. Thời gian trong nháy mắt, người kia đã chạy ra xa mười mấy mét chạy đi ở lại cũng chết chạy cũng chết vậy còn không chạy đi à có thể sống lâu một giây thì sống một giây đi mọi người kéo theo người bên cạnh chạy vào bầy zombie người cuối cùng nhịn không được nhìn ra phía sau đám zombie kia đang từ từ lấp kín khe hở lúc này tất cả mọi người hoàn toàn đang bị zombie bao vây tất cả người sống sót sợ muốn chết nhưng một đường chạy ngang qua zombie cũng không công kích bọn họ ngược lại có zombie kích động nhưng cũng chỉ đưa tay đưa chân cản bọn họ một chút, sau đó rất nhanh đã bị zombie bên cạnh ấn về. Toàn bộ trang diện quỷ dị không nói lên lời. Mãi đến khi, bọn họ xông ra khỏi bầy zombie, đến một mảnh đất trống tương đối khoáng đạt. Có hai chiếc xe dừng trên đất trống, chiếc xe trưng bày không ít thứ, còn có hai người đứng ngoài xe, cửa sổ xe phía sau bọn họ mở ra, mấy cái đầu trụm lại một chỗ, đang nhìn sang bên ngoài. Người một đám người quỷ dị nhìn đám zombie đằng sau đã hoàn toàn phá hỏng đường, lại nhìn người bên kia. Bọn họ đang nằm mơ sao? Vì sao trong bầy zombie lại có con người? Bọn người chi khai xấu hổ cười cười với họ. Một đám người sợ gần chết, ôm nhau rúc vào một chỗ, trong mắt tràn ngập sợ hãi kiểu, mấy người này là yêu ma quỷ quái gì? Bọn người chi khai, chẳng lẽ bọn họ cười chưa đủ hòa ái sao? Ngay khi mọi người hoảng sợ, Cửa của chiếc xe bên cạnh bị đẩy ra, một cô gái xuất hiện ở cửa xe. Dáng vẻ của cô gái rất đẹp, khí chất thanh lãnh lại tự phụ, không giống như người dãy dụa cầu sinh trong mặt thế, càng giống như đi từ trên thần đàn xuống. Bọn họ nghe thấy cô gái kia mở miệng, giọng nói lạnh lẽo vắng vẻ, buổi tối tốt lành. Thật xin lỗi, bọn họ không cảm thấy tốt chút nào. Đã sắp bị hù chết rồi đấy được không? Rốt cuộc mấy người là người hay ma? người sống sót bên này không ít, có khoảng tầm bảy tám chục người. Lúc đầu bọn họ dừng chân ở phía trước, nhưng đột nhiên có zombie tập kích bọn họ. Nếu như tính luôn cả những người đã biến thành bữa ăn dinh dưỡng của zombie, thì có khoảng tầm hơn 150 người. Vào thời điểm như bây giờ, đội ngũ còn có thể có nhiều người như vậy đã không nhiều nữa. Các người, rốt cuộc các người là ai? Vì sao lại có nhiều zombie như vậy? hơn nữa nhìn bọn zombie này có vẻ còn rất nghe lời sơ tranh không để ý tới câu hỏi này hỏi bọn họ trên người mấy người có thứ gì đáng tiền trên người bọn họ có thể có thứ gì đáng tiền đồ ăn nước đám người này là ăn cướp à sắc mặt những người sống sót trong nháy mắt trắng bạch sơ tranh bảo bọn họ giao hết vật tư ra tư thế kia nhìn có khác gì thổ phỉ đâu mà bây giờ mọi người bị zombie thân mật bao quanh bọn họ có quyền lựa chọn chắc đồ đám người này có thật sự rất ít người có đồ ăn cũng là số ít sơ tranh không cần những thứ kia chỉ rút chút đồ mồn ngang ra chỗ này mấy người cầm đi sơ tranh buông vàng thỏi xuống đám người không lấy vật tư và nước còn cho vàng có bệnh à bây giờ vàng thì làm được gì không phải cô lấy những thứ kia cũng không có tác dụng gì mà sơ tranh giao dịch xong lập tức đuổi người mấy người có thể đi rồi đi từ bên kia ra chắc sẽ không gặp phải zombie cô đi từ bên kia tới zombie cơ bản đều đi theo cô đương nhiên cũng không bài trừ khả năng số của mấy người thật sự quá đen gặp phải zombie phản nghịch không muốn đi theo đội ngũ sơ tranh đuổi người đi tiện tay cất đồ vật vào trong một cái hòm rỗng giao cho chi khai ôm đến phía trước xem sao phía trước có một đám tiểu đệ tự động đưa tới cửa góp một viên gạch cho cái ghế vua zombie của cô, phải đi đánh, xem sao. Chi khai dẫn theo Triệu Anh Tuấn, hấp tấp đuổi theo. Đám zombie kia số lượng cũng không ít, đang giằng co với zombie bên phe sơ tranh, bầu không khí dương cung bạt kiếm, tan rã khi sơ tranh đến. Bọn nó bắt đầu trao đổi, zombie đối phương, he 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 he. Đó là nhân loại, bọn bay lại đi làm bạn với nhân loại. Zombie phe sơ tranh he he mi biết cái gì lát nữa có trò hay cho xem zombie đối phương he 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 đám phản đồ bọn bay zombie phe sơ tranh he 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 phản đồ hoan nghênh bọn bay gia nhập zombie đối phương he 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 sơ tranh phương zombie he 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 đằng sau giống cái gì có lẽ chính bọn nó cũng không hiểu dù sao chính là xem giọng ai lớn hơn sơ tranh ngại âm thanh này ồn ào, trực tiếp động thủ quật ngã mấy con zombie trước mặt. Chúng, ta có thể động thủ thì đừng ồn ào nói nhảm được không, nhao nhao lên giống kiểu gì, zombie đối phương trở nên yên tĩnh quỷ dị. Những zombie này trước kia đều là con người, mặc dù bọn họ thay đổi, nhưng bản năng lấn yếu sợ mạnh, e sợ cường giả vẫn tồn tại. Đương nhiên, nếu như gặp phải ở bên ngoài, zombie căn bản sẽ không cố kỵ nhiều như vậy lao lên rồi nói sau mấu chốt là giờ ở đây bên cạnh sơ tranh có nhiều zombie như vậy bọn họ cảm thấy không được he 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 đám zombie kia bắt đầu lui về phía sau vội vàng không kịp chuẩn bị quay đầu chạy trốn con nào cũng chạy dương nanh múa vuốt cực kỳ có cảm giác tấu hài sơ tranh đã đun sôi nước còn để vịt bay được sao sơ tranh bảo zombie chặn bọn nó lại những người sống sót đã đi xa loáng thoáng nghe thấy đằng sau có âm thanh kỳ quái truyền đến sơ tranh nhìn thấy kim linh lần nữa vẫn là vào một đêm mưa loại mưa này cách một thời gian sẽ có một trận ngay từ đầu còn có chút dấu hiệu có thể sớm dự phòng đến phía sau thì nói mưa là mưa không có bất kỳ báo hiệu gì xuất hiện cùng mưa còn có zombie đếm không hết kim linh và một đám người cùng tránh mưa tiến vào làm du lịch tìm được một căn phòng làm chỗ tránh nạn không ít người bị dầm mưa mọi người đều biết mưa này chứa virus nhưng tỷ lệ lây nhiễm đã không lớn như lúc đầu nữa nhưng vẫn làm người ta rất sợ cho nên tiến vào chỗ tránh nạn đám người bắt đầu ồn ào mọi người đừng làm ồn kim linh chỉ ra ngoài cửa sổ có zombie tới nghe thấy zombie đám người đồng thời im tiếng nhìn ra phía ngoài cửa sổ trong bóng tối không ít zombie đang chạy về phía bên này tắt đèn pin đi có người gầm nhẹ một tiếng ban đêm thị lực của zombie vô cùng tốt người trong chỗ tránh nạn luống cuống tay chân tắt đèn pin đi toàn bộ căn phòng lâm vào trong bóng tối zombie đã chạy đến bên ngoài phòng có thể là bởi vì ánh đèn biến mất đám zombie hơi mất phương hướng nên đi dạo ở bên ngoài trong chỗ tránh nạn ai cũng ngừng thở không dám thở mạnh đám zombie du đãng một lát bắt đầu rời đi theo một phương hướng kẹt kẹt a à, tiếng kêu hoảng sợ sông phá đêm tối vọt thẳng lên trời cao ngay cả tiếng mưa rơi cũng không thể che hết âm thanh ấy đám người nhìn về nơi âm thanh truyền đến có một người phụ nữ ngồi sập xuống đất mà ở bên cạnh cô ta một cánh cửa đang kẹt kẹt mở ra trên trần nhà treo một vật hình người đang chậm rãi lắc lư quỷ dị không nói lên lời zombie chuẩn bị rời đi đồng loạt quay đầu nhìn về chỗ tránh nạn một giây sau Đám zombie nhào về chỗ tránh nạn. Sơ Tranh bị tiếng giống của zombie và tiếng đạn làm không ngủ được, Bắc Trì đã sớm tỉnh dậy, ngồi xếp bằng bên cạnh cô, hai tay chống trước người, giống y như một con chó lớn nhìn cô. Sơ Tranh phiền cực kỳ, lật tới lật lui một lát, cuối cùng vẫn ngồi dậy. Cô quay đầu nhìn về một bên khác, mấy người chi khai đều ghé vào cửa sổ, giáo giáp nhìn trộm. Sơ Tranh tức giận hỏi: Bên ngoài đang làm gì thế? Có đoàn người ở đối diện. Chi Khai nghe thấy cô hỏi, lập tức nói, bị zombie vây công. Zombie từ đâu tới? Không biết, có thể là chạy tới theo mưa, chắc chắn không phải những zombie của Sơ Tranh, Sơ Tranh đã làm cho chúng nó một kiểu băng tay đỏ, zombie ba tốt, những zombie này không có, chắc là hoang dại. Sơ Tranh đi đến bên cửa sổ, nhìn về nơi âm thanh truyền đến vị trí của họ vừa vặn đối diện với bên kia có thể trông thấy rõ ràng phía đối diện tiểu cung chi kỳ đưa cho sơ tranh một cái kính viễn vọng người đầu tiên sơ tranh trông thấy chính là kim linh cô ta và một người đàn ông trông coi bên cạnh cửa sổ đang bắn zombie phía dưới con chó điên này còn sống cơ à một thời gian không gặp vậy mà đã học được cách dùng vũ khí nguy hiểm như thế rồi cô gái kia hình như khá quen chi khai cũng nhìn thấy kim linh nghi hoặc nói thầm một tiếng ai cơ người ở bên trái cửa sổ ấy triệu anh tuấn tôi nhớ cô ta chính là cô gái lần trước xui khiến mấy người kia đuổi chúng ta đi ở nhà máy nước ấy hình như tên là kim kim gì đó kim linh tiểu cung bổ sung chi khai đúng chính là cô ta triệu anh tuấn hơi nghi hoặc cô ta vậy mà cũng không sao cơ à lúc ấy ngoài nhà máy nước nhiều zombie như vậy cô ta chạy thế nào Edit bài Hạ Lan tâm nhiên mấy người chi khai chặn chỗ cửa sổ, rõ ràng người đối diện cũng nhìn thấy họ. Zombie quá nhiều, đã có zombie đang phá cửa, bọn họ sắp không ăn cản nổi, cho nên có người vẫy gọi về phía họ. Này, đối diện, giúp với. Mọi người đều biết, có lẽ đối phương không phải người tốt lành gì, nhưng vào thời điểm bọn họ đã sắp không ngăn được zombie, chuyện này còn quan trọng nữa à? Triệu Anh Tuấn còn rất kích động, đại lão bọn họ cầu cứu chúng ta kìa sơ tranh để ống nhòm xuống mặt mày lãnh đạm nhìn anh ta anh nói cái gì bọn họ cầu cứu tôi không nghe thấy gì cả triệu anh tuấn sửa lời tôi không nghe thấy gì cả sơ tranh hài lòng rời mắt đại lão thế này là không muốn quản chuyện không đâu những người khác cũng không dám lên tiếng mọi người giả bộ như không nghe thấy tiếp tục xem kịch người đối diện gấp gáp từ bắt đầu là cầu cứu đến sau đó là tức giận mắng thế đạo như bây giờ không cứu cũng bình thường sao bọn họ còn mắng chửi người chứ chi khai không phục vậy anh mắng lại đi không không được chi khai sợ đến một nhóm sơ tranh chân tình muốn chi khai mắng lại zombie nghe thấy động tĩnh vọt tới càng ngày càng nhiều vây chật bên kia như nêm cối bố trí của làng du lịch theo phong cách cổ xưa đa phần đều là kiến trúc bằng gỗ trong đó cũng bao gồm cả cửa cửa gỗ không cách nào ngăn cản được nhiều zombie như vậy cào vào mắt thấy zombie đã sắp phá hư cửa đi vào đột nhiên có người dùng đạn bắn về phía bọn sơ tranh bên ngoài phòng bày biện một loạt thực vật đã khô héo đạn bắt nát chậu hoa làm bằng xứ âm thanh lớn hấp dẫn lực chú ý của zombie mẹ chi khai chửi nhỏ một tiếng đám người này bị điên à zombie đã qua chỗ chúng ta rồi đám khốn kiếp này người đối diện thấy có hiệu quả lập tức chia hỏa lực ra không ngừng bắn về phía đối diện làm ra động tĩnh phân tán một chút zombie qua đó kim linh vẫn là cô thông minh có người giơ ngón tay cái với kim linh vẻ mặt kim linh nghiêm túc đừng phân tâm thoát khỏi khốn cảnh trước đã cũng có người yếu ớt nói chúng ta làm như vậy không phải là bọn họ không cứu chúng ta trước nếu đã thế thì cũng đừng trách chúng ta giọng nói của kim linh không khỏi có chút âm trầm hay là anh muốn chết ở đây người kia không nói những người khác không lên tiếng chuyên tâm đối phó zombie phía dưới kim linh nhìn về phía đối diện một chút zombie đã đến bên kia nhưng bởi vì động tĩnh bên kia không lớn zombie có chút muốn về bên này kim linh lập tức nhắm vào bên kia làm ra động tĩnh lớn hơn dẫn zombie qua gần đây cô ta mơ càng ngày càng nhiều giống như đang thúc giục cô ta nhất định phải mau chóng giết chết cô nếu không thì nếu không thì cô ta sẽ chết kim linh thử nhắm vào cửa sổ nhưng bên kia không nhìn thấy người không thể trực tiếp giết cô sao những con zombie đó đều trở về hết vậy kim linh bị giọng nói này kéo về hiện thực cô ta nhìn xuống phía dưới zombie vừa mới chạy đi đang lần lượt trở về xảy ra chuyện gì những zombie này vì sao còn nhiều hơn cả vừa rồi bên kia cũng có zombie đến đây không được chúng ta không thủ được rồi tôi hết đạn rồi tôi cũng hết rồi trong tiếng hỗn loạn kim linh nghe thấy có người hô to có zombie lên cô ta bị người ta túm vào một căn phòng khác mãi đến khi bị người ta đẩy lên trên cửa sổ kim linh mới hồi phục lại tinh thần mau nhảy xuống đi kim linh nhìn xuống phía dưới phía dưới cũng có zombie chỉ là không nhiều như bên kia tôi Người phía sau nghe nói zombie đi lên, làm gì quan tâm được nhiều như vậy, lập tức đẩy Kim Linh xuống. Kim Linh chưa kịp chuẩn bị sẵn sàng, bị người ta đẩy xuống như thế, ngã xuống đất, ngã đến đần cả người. Khi có người túm cô ta, Kim Linh mới cảm giác được trên chân truyền đến cảm giác đau đớn. Đau quá, Kim Linh rơi cả nước mắt. Đau quá, chân của tôi, nhanh lên. Người túm Kim Linh nhìn chằm chằm zombie xung quanh gấp đến độ mồ hôi đầy đầu. Nhanh lên đi, Kim Linh che lấy chân, đau đến sắc mặt trắng bạch, căn bản không còn sức lực mà nói chuyện. Người túm Kim Linh túm cô ta mấy lần, phát hiện mình không kéo được cô ta, quả quyết buông cô ta ra, tự chạy về một phương hướng. Anh, Kim Linh động một cái là đau đến không chịu được, chỉ có thể trơ mắt nhìn người kia chạy đi. Trên lầu còn có người đang chống cự, nhưng càng nhiều hơn là tiếng kêu thảm thiết cũng có người bỏ lên cửa sổ còn chưa nhảy xuống thì đã bị túm về có chất lỏng sền sệt rơi từ không trung xuống rơi trúng mặt kim linh chóp mũi đều là mùi máu tanh grau 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 trong tầm mắt kim linh có zombie tới gần cô ta chống người dậy gian nan dịch về phía sau chẳng lẽ cô ta phải chết ở đây không thể kim linh nhìn về phía tòa nhà đối diện chỉ có thể nhìn thấy một cánh cửa sổ của tòa nhà kia bên cửa sổ có người đang đứng đó mặc dù kim linh không thấy rõ là ai nhưng trong lòng cô ta có đáp án người đứng ở đó chắc chắn là cô rõ ràng cô ta đã cố gắng thay đổi như vậy vì sao cuối cùng mình vẫn bị cô hại chết chẳng lẽ đây chính là số mệnh của mình kim linh không còn đường thối lui đáy mắt dần dần phun lên sự tuyệt vọng và hận ý cô ta không cam tâm grào mùi hôi thối trên người zombie bay tới thậm chí Kim Linh đã cảm nhận được răng zombie đang cắn trên chân mình. Đoàn, Kim Linh vốn cho là mình chết chắc, không nghĩ tới. Con zombie kia đột nhiên ngã xuống đất. Kim Linh hơi chừng lớn mắt, nhìn chằm chằm zombie ngã xuống đất, hồi lâu sau cũng chưa hồi thần lại được. Đoàn đoàn đoàn, đạn và tiếng nổ không ngừng vang lên, Kim Linh trông thấy có xe lái đến, người trên xe trang bị đầy đủ, những nơi đi qua, zombie đều không còn là uy hiếp nữa. Không chết, cô ta không chết. Sau sự sợ hãi to lớn, trên mặt Kim Linh lại có ý cười hơi vạn vẹo, ông trời vẫn đứng về phía cô ta. Sơ tranh thấy có người xuất hiện, cho zombie của cô chạy trước. Tiểu tỷ tỷ, như này không phù hợp với phong cách của cô lắm. Vương giả nhịn không được miệng tiện. Sơ tranh, ta có phong cách gì, chẳng lẽ bây giờ cô không nên sách dao sông lên sao? Đây mới là phong cách của cô, không phục là làm. Sơ Tranh, ta có bệnh. Ta thấy có, hơn nữa bệnh cũng không nhẹ. Vương giả không dám nói, cũng vô cùng trái lương tâm mà nói, tiểu tỷ tỷ, tại sao ngài có thể có bệnh được chứ? Sơ Tranh, vậy ta xông lên làm gì? Không nhìn thấy người ta có vũ khí hạng nặng à. Đám người này khí thế hung hăng, trang bị đầy đủ, còn có một số vũ khí hạng nặng, nhìn là biết không phải đội ngũ mới chắp vá lung tung mà thành. Cô cũng không sợ nhưng zombie đều là nhục thể phàm thai, nổ mấy cái thế kia thì còn lại gì nữa. Vất vả lắm mới tập hợp được nhiều zombie như thế, sao có thể để bọn chúng chết yểu ở đây được. Nếu đã xác định chơi không lại thì không chạy còn chờ chết à, vương giả suy nghĩ kỹ một chút, hình như phần lớn thời gian tiểu tỷ tỷ đều phỏng đoán tổn thất trước, rồi cân nhắc xem có thể thắng hay không, sau đó mới quyết định có sông lên không. Khi chơi không thắng, cô cũng có thể không cần mặt mũi xoay người chạy, cũng có lúc là cô lười làm, chạy trước bớt phiền phức. Vương giả có chút đau đầu, hy vọng tiểu tỷ tỷ cân nhắc xem làm sao để phá sản nhiều nhiều chút, chứ không phải nghĩ những thứ đồ ngổn ngang này. Zombie đột nhiên rút lui rất có sách lược, đám người này chưa từng thấy cảnh tượng này bao giờ, chỉ cảm thấy quỷ dị. Xung quanh yên tĩnh lại, bọn họ cũng không dám buông lỏng cảnh giác. Đội trưởng Hạ, những zombie này làm sao vậy? Người đàn ông được gọi là đội trưởng hạ mặc đồ giàn di. Mặc dù ở trong một mảnh hỗn độn, nhưng quần áo trên người vẫn mặc rất hợp quy tắc, tản ra khí chất đặc thù. Hạ lập nhìn phương hướng zombie rút lui, nhíu mày lại, hắn ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Những zombie đó quá kỳ quái. Chú ý cảnh giới, kiểm tra những người sống sót trước đi. Vâng, sơ tranh đứng ở chỗ cửa sổ quan sát, kim linh được người ta đỡ dậy chuyển đến bên một chiếc xe không biết cô ta nói gì với người dìu mình người kia bỗng nhiên nhìn qua phía sơ tranh sơ tranh không né tránh mặc cho đối phương quan sát người đàn ông kia chỉ nhìn một lát rất nhanh rời mắt hắn ta phái người tới gọi sơ tranh xuống sơ tranh từ chối nhã nhặn đối phương ngược lại không tiếp tục phái người tới nữa thu thập chiến trường sau đó lái đi sang một bên khác cuối cùng dừng lại ở một bên làng du lịch nghỉ ngơi Đại lão, những người này hình như là người của chính phủ. Người đi rồi, mấy con rùa đen rút đầu chi khai mới dám ngoi đầu lên. Cho nên, gặp phải người của chính phủ, chẳng lẽ không nên kích động sao?" Sơ Tranh nói tiếp, "Nếu mấy người muốn đi theo đám bọn họ thì có thể đi." "Không, không. Chúng tôi đi theo ngài rất tốt." Chi Khai lập tức biểu thị lòng trung thành. Sơ Tranh quay người trở lại bên trong, ngồi trở lại trên ghế sofa bắc trì tiến đến trước mặt cô ngửi ngửi sơ tranh ấn lấy đầu hắn đẩy ra đừng quậy bắc trì he he một tiếng quay đầu nằm xuống một bên khác bọn người chi khai nhìn đại lão và bé thú cưng của cô giao lưu cũng không dám thở mạnh hôm sau mới sáng sớm đám người kia đã xuất phát sắc trời sáng rõ mọi người thấy rõ ràng vũ khí những người này mang trừ vũ khí hạng nặng cỡ lớn còn có rất nhiều trang bị khác những trang bị này nhìn rất mới nhìn giống như mới lấy ra từ chỗ nào đó triệu anh tuấn suy nghĩ một hồi nghe nói gần đây có một căn cứ quân sự không biết có phải là lấy được từ đó không nếu chúng ta cũng có những vũ khí này thì tốt rồi lấy làm gì sơ tranh không hiểu thấu đánh người sao triệu anh tuấn nghẹn một hơi hình như đúng thế nhỉ chỉ cần họ không tìm đường chết bây giờ zombie lại không công kích họ vậy thật sự chỉ có thể đánh người sơ tranh rời đi trễ một bước không lựa chọn con đường giống đám người kia dù sao đằng sau cô còn mang theo cả đội ngũ đụng vào thì tổn thất rất nghiêm trọng nhưng cô không gây chuyện thì vẫn sẽ có người tới gây chuyện với cô ước chừng hơn nửa tháng sau sơ tranh đụng vào một đám người lúc đầu tưởng là ngẫu nhiên gặp phải ai biết đám người này đang đặc biệt đợi cô lão đại chính là cô ta ánh mắt đối phương làm càn dò xét sơ tranh, trong tay còn cầm một tờ giấy, thỉnh thoảng nhìn giấy, dường như đang so sánh. Lão đại ném giấy cho tiểu đệ đằng sau, hất cầm hỏi, cô là kế sơ tranh, sơ tranh mặt không biểu cảm, ông là ai? Lão đại, ha ha, tôi là ai cô không cần biết, nghe nói trong tay cô có không ít vật tư, còn có nước, con chó điên nào truyền loạn lời đồn. Ông nghe ai nói, lão đại cười xùy một tiếng không trả lời câu hỏi của cô nếu cô thức thời thì giao đồ ra đây anh em chúng tôi cũng không làm khó cô dù sao bây giờ kiếm ăn cũng không dễ dàng bây giờ vật tư và nguồn nước rất thiếu thốn những chuyện như chặn đường cướp bóc quá là bình thường luôn đám người này cũng không thấy có gánh nặng gì trong lòng sơ tranh tôi hỏi ông nghe ai nói lão đại chuyện này rất quan trọng sao sơ tranh rất quan trọng lão đại trầm mặc một chút dựa trên tinh thần chết cũng phải cho đối phương chết thật rõ ràng nói trên đường nghe một người phụ nữ nói tên gì sao tôi biết được ngay cả đối phương tên gì ông cũng không biết cũng không hiểu rõ đối phương là ai sao ông biết được đối phương không phải muốn ông đi tìm chết trí thông minh của ông là số âm à lão đại cô mắng ai đây đáy lòng lão đại có chút luống cuống rất nhanh lại chấn định lại cười lạnh một tiếng tôi và cô ta không oán không thù cô ta cần gì phải làm vậy cô bớt nói nhảm đi mau giao đồ ra đây nói không chừng là nhìn ông không vừa mắt sờ tranh bắt đầu nói mò bị người ta tùy tiện lừa gạt rồi vội chạy đến chặn cô trí thông minh quên nạp tiền à lão đại cô ta đang lừa gạt chúng ta đấy phía sau có tiểu đệ tiến lên nói chúng ta trực tiếp động thủ đi nói lời vô dụng với cô ta làm gì lão đại cảm thấy tiểu đệ nhà mình nói rất có lý được đã cho cô cơ hội mà cô không cần, vậy cũng đừng trách chúng tôi. Lên cho tao, trang bị của đám người này cũng không tệ lắm." Lão đại ra lệnh một tiếng, tiểu đệ đằng sau lập tức rút súng, đáng tiếc còn chưa kịp nổ súng, bên phía sơ tranh đã có vô số zombie chạy ra. Ngay từ đầu chỉ lẻ tẻ mấy con, sau đó càng ngày càng nhiều. Lão đại sợ đến mức đổi sắc mặt, làm gì còn nhớ vật tư gì nữa. "Lên xe, lên xe!" mau lên xe lão đại quay người chạy lên xe vừa chạy vừa hô to nhưng phía trước cũng có zombie xuất hiện zombie vây thành hình tròn bao vây bọn họ lại đây có người muốn nổ súng lại bị lão đại ngăn lại lão đại nhìn về phía sơ tranh bên kia cô gái khoanh tay trước ngực đứng ở bên đó zombie dừng xung quanh cô căn bản không có ý muốn công kích cô hình ảnh này quỳ dị không nói lên lời những zombie này làm sao thế sao lại cảm thấy đây là thứ các người muốn ngữ điệu của cô gái lạnh không nói ra được chạy cái gì không phải muốn cướp à thứ bọn họ muốn chính là đồ ăn nước không phải zombie quả nhiên người phụ nữ kia cố ý lừa bọn họ lão đại tin là bởi vì tin tức này là gã nghe lén được chứ không phải có người túm gã lại nói nếu như quả thật có người nói với gã như thế gã ngược lại sẽ không tin đâu bây giờ có thể nói cho tôi biết ông lấy được tin tức từ đâu không sơ tranh hù dọa người hoàn mỹ lại lễ phép hỏi nhiều zombie bao vây như vậy lão đại nào dám có tâm tư gì khác thứ trong tay bọn họ căn bản không đủ để đối phó với nhiều zombie như vậy tôi không biết cô ta tôi chỉ gặp phải trên đường cô ta đi cùng người của chính phủ tôi chỉ nghe thấy nghe thấy cô ta nói với người khác lão đại cũng chỉ đánh bậy đánh bạ dù sao gã cũng không biết sơ tranh đi con đường nào. Gã chỉ có thể tùy tiện chọn một con đường rồi chờ, không nghĩ tới thật đúng là chờ được. Lão đại cảm thấy đây là vận khí gã quá kém. Nếu như biết đối phương xương cứng như thế, đánh chết gã cũng không dám tới. Đây chính là zombie, một người sao có thể làm cho zombie nghe lời chứ? Cô còn là người không? Lão đại không dám giấu giếm. Huyền thuyên mô tả lại hình dáng người gã gặp phải một lần sơ tranh càng nghe càng thấy giống con chó điên kim linh kia. Đều đã như thế, vẫn không quên làm mình một ngạt, cũng rất chuyên nghiệp nha. Sơ tranh cảm thấy nên phát cờ thưởng cho vị này. Kẻ địch của kẻ địch chính là bạn bè, bạn bè, giúp một chút, sơ tranh mặt không cảm xúc đập mấy cục vàng xuống trước mặt lão đại. Lão đại, ngài có lời gì thì cứ nói, lấy thứ đồ chơi này làm gì hả, vàng thỏi bây giờ đến đổi cái bánh mì cũng đổi không nổi đấy được không? đội ngũ của hạ lập đúng là đến căn cứ lấy trang bị nhưng trên đường đi bọn họ cũng cứu không ít người sống sót những người may mắn còn sống sót này đều được bọn họ an trí ở một chỗ khi rời đi mới dẫn theo tất cả mọi người lúc này đội ngũ còn rất dài kim linh là do hạ lập cứu lại bị thương cho nên được an trí trên chiếc xe phía trước so với những người chen thành đoàn đằng sau thì cô ta thoải mái hơn không biết bao nhiêu lần kim linh cảm thấy dựa vào lực lượng của mình muốn giết chết sơ tranh thì rất khó cho nên cô ta nhất định phải dựa vào lực lượng của người khác lời cô ta nói chắc chắn sẽ có kẻ ngu tin cho dù không thể giết chết cô cũng có thể làm cho cô không sống tốt được cô kim linh vết thương của cô đã lành chưa kim linh thu lại thần sắc cũng khá hơn nhiều rồi có thể đi được rồi vậy là tốt rồi cảm ơn các anh nhé nếu không có các anh thì có lẽ tôi cô kim linh đừng nói thế cứu mọi người là chức trách của chúng tôi cô không sao là tốt rồi vậy tôi đi trước đây này chờ một chút kim linh gọi anh ta lại đội trưởng hạ ở đâu vậy đội trưởng à chắc là ở phía trước người kia chỉ chỉ phía trước đoàn xe cảm ơn tôi đi đây người kia cấp tốc chạy về nơi khác kim linh dự định đi tìm hạ lập vừa đứng dậy thì thấy nơi xa có xe chạy về phía bên này chiếc xe kia, Kim Linh cảm thấy khá quen. Rất nhanh xe đã đến trước mặt, Kim Linh thấy rõ người xuống, xác thực nhìn rất quen. Trước đó những người này rớt khỏi đội ngũ, Kim Linh biết bọn họ nghe thấy lời cô ta nói, cố ý tụt lại phía sau. Bây giờ lại đuổi theo. Kế sơ tranh thế nào rồi, bọn họ nhìn có vẻ như không có tổn thương gì. Kim Linh rất muốn biết kết quả, nhưng đáng tiếc cô ta không thể trực tiếp xông lên hỏi được chỉ có thể nghe ngóng từ bên cạnh. Sau khi đám người này trở về, nhìn qua có chút hoảng hốt, còn có người hồ ngôn loạn ngữ, nói là trông thấy rất nhiều zombie gì đó. Kim Linh nghe đầy cả những tin tức loạn thất bát tao, lại không hề nghe được chuyện mà mình muốn nghe. Cô ta cảm thấy có chút không hiểu nổi, nghe không hiểu rốt cuộc bọn họ đang nói cái gì. Sau khi đám người này trở về, có tin tức bắt đầu lưu truyền trong đội ngũ nói là bên ngoài có một bầy zombie phi thường có tính tổ chức còn có người có thể khống chế những zombie đó đám người kia nhìn tinh thần không bình thường lắm dáng vẻ hốt hoảng cho nên cũng không có nhiều người tin đùa à nếu mà có người có thể khống chế zombie thì bọn họ còn sống thế nào nữa hạ lập nghe thấy tin tức này lại như có điều suy nghĩ lần kia ở làng du lịch những zombie đó rút lui rất nhanh rõ ràng không thích hợp rất ít zombie biết rút lui bọn nó phần nhiều là tuân theo bản năng phá đi hết thảy những thứ trước mặt ngay từ đầu chỉ là tin đồn đằng sau dần dần có người nói đã từng nhìn thấy cảnh tượng một đám zombie phi nước đại còn có người nói mình đã từng gặp phải nhưng đám zombie kia căn bản không để ý tới hắn chỉ đi về một phương hướng đám zombie của sơ tranh có quy mô khổng lồ luôn có người sống sót nhìn thấy người chứng kiến nhiều độ tin cậy của lời đồn sẽ nhiều hơn mấy phần. Lúc những lời đồn này lưu truyền, Kim Linh cũng đang lo lắng bất an, cô ta không rõ ràng mình lo lắng bất an cái gì, chỉ là luôn cảm thấy hoảng hốt, giống như sắp xảy ra chuyện gì đó. Buổi chiều hôm nay, bởi vì mọi người rất mệt mỏi, cho nên đội ngũ không tiến lên, dừng ở một chỗ nghỉ ngơi. Đột nhiên có người tới gọi Kim Linh qua một chuyến. "Tìm tôi có chuyện gì không?" Kim Linh bất an trong lòng hỏi thăm người dẫn đường không biết đội trưởng hạ bảo tôi tới gọi cô người dẫn đường lắc đầu đội trưởng hạ ở bên kia cô đi qua đi kim linh nhìn sang theo hạ lập ăn mặc vừa vặn nhìn vô cùng phấn chấn hạ lập có ngũ quan tuấn lãng khí chất hơn người cho dù ở trong đám người cũng có thể khiến người ta nhìn một chút là thấy ngay nói thật đàn ông như vậy kim linh nhìn cũng động tâm hắn hoàn toàn chính là hình mẫu đối tượng mà cô ta muốn tìm đáng tiếc hạ lập luôn dùng thái độ giải quyết việc chung rất ít tiếp xúc với cô ta cô ta tìm cơ hội nhiều lần cũng không thể nói với hạ lập mấy câu lúc này hạ lập chủ động gọi cô ta kim linh nên vui mừng mới đúng nhưng mà cô ta không vui nổi ngược lại thấy hoảng hốt cực kỳ kim linh hít sâu một hơi đi qua bên kia đội trưởng hạ anh tìm tôi có chuyện gì Nói xong Kim Linh mới thấy rõ bên cạnh còn có người. Một người đàn ông mặc áo sơ mi hoa, trên vai lại choàng một chiếc khăn lông trồn rất không phù hợp, miệng ngậm xì gà, đeo dây chuyền vàng lớn hấp dẫn mắt người ta, rất có phong phạm xã hội đen. Người này, gọi cô Kim đến, là có chút việc muốn hỏi, Hạ Lập nói. Chấm chấm. À vâng, chuyện gì vậy? Kim Linh nghĩ lại những chuyện xảy ra gần đây, kỳ thật cô ta không làm gì cả, cho nên dù thật sự có chuyện cũng không liên lụy đến cô ta được nghĩ tới đây kim linh lại thả lỏng ra nhưng khiến cho kim linh không nghĩ tới chính là chuyện người đàn ông này nói căn bản không phải chuyện liên quan đến sơ tranh mà là là cô ta chính là cô ta có người ở sau lưng dây chuyền vàng lớn chỉ vào cô ta khi ở nhà máy nước chính là cô ta dẫn đám zombie đó tới hại chết rất nhiều người nếu không phải chúng tôi may mắn thì cũng đã sớm chết rồi. Con người Kim Linh co rụt lại, theo bản năng phản bác, anh nói bậy bạ gì đó, cô ta căn bản không nghĩ tới sẽ là chuyện của nhà. Máy nước, sự kiện kia đã trôi qua bao lâu rồi, vì sao còn có người sống sót, không thể nào, tôi không nói dối, người kia cũng kích động, chính là cô, tôi đã nhìn thấy, là cô cố ý dẫn đám zombie đó tới, Kim Linh thoáng bình tĩnh lại, tôi căn bản không biết anh đang nói gì tôi chưa từng gặp anh bao giờ càng không quen biết gì anh tại sao anh lại vu oan cho tôi kim linh một mực chắc chắn mình chưa từng gặp hắn ta càng không biết nhà máy nước gì đó nhưng mà làm kim linh không nghĩ tới chính là trong tay đối phương có một chiếc máy ảnh còn có thể sử dụng chụp được ảnh cô ta ở trước nhà máy nước ảnh chụp đưa ra sắc mặt kim linh lập tức biến đổi cô còn gì để nói nữa không người kia chỉ vào kim linh lúc trước tôi còn tưởng rằng cô lương thiện cỡ nào không nghĩ tới cô lại ác độc như thế kim linh muốn giải thích cho mình hai câu nhưng lại không biết nói gì nửa ngày cũng không phát ra âm thanh chuyện này đã qua lâu như vậy hơn nữa ở thế đạo như bây giờ loại chuyện như chủ trì công đạo này thật ra cũng không thực tế mọi người chỉ vì sống còn mà thôi gì mà đạo đức luân lý những thứ đó đã sớm bị trà đạp dưới chân rồi những người còn sống sót này có mấy ai dám nói mình chưa từng làm việc trái với lương tâm nhưng mà chuyện này lại có thể khiến cho người ta cô lập xa lánh cô ta dù sao một người vì đào thoát mà có thể dùng nhiều người như vậy làm mồi dụ ác độc cỡ ấy ai muốn làm bạn với cô ta chứ đội trưởng hạ tôi sắc mặt hạ lập rất bình tĩnh không để ý đến kim linh quay người đi dây chuyền vàng lớn cười quái dị hai tiếng cô gái à đừng có dùng người ta làm vũ khí cẩn thận chấn đến cả mình. Kim Linh nhìn dây truyền vàng lớn dẫn theo người xác nhận mình rời đi, thần sắc từ xanh chuyển thành trắng, lại chuyển từ trắng thành xanh. Vì sao? Lúc ấy người trong nhà máy nước cũng đã chết hết. Vì sao lại có một người sống sót? Tình huống như lúc ấy, cô ta không làm vậy thì sao mà đi được? Là bọn họ đuổi mình ra trước mà, chuyện này trách cô ta sao? Anh, vừa rồi em nói không có vấn đề gì chứ? rời khỏi phạm vi của đám người kia người bên cạnh dây chuyền vàng lớn lập tức chân chó hỏi chiếc máy ảnh kia không phải của hắn ta là hắn ta nhặt được máy ảnh cũng chưa hư bên trong có một ít ảnh chụp trong đó có kim linh kia bởi vì dáng dấp kim linh không tệ lại ở trong đội ngũ của quân đội phía trước còn đáng chú ý nên khi hắn ta nói chuyện phiếm với người khác bị dây chuyền vàng lớn nghe thấy được sau đó sau đó hắn ta bị gọi đi những lời ấy hắn ta cũng không biết là thật hay giả dù sao dây chuyền vàng lớn bảo nói thế nào thì hắn ta nói thế ấy thôi không tệ dây chuyền vàng lớn chính là lão đại lúc trước chặn sơ tranh thứ này cho mày dây chuyền vàng lớn nhét cho đối phương hai cục vàng anh cái này có tác dụng gì chứ cắn một cái cũng gãy cả răng đấy dây chuyền vàng lớn đào mắt qua làm sao có ý kiến không không có, có ý kiến cũng không dám nói. Lan truyền chuyện này ra đi, dây truyền vàng lớn tiếp tục dặn dò, làm xong chuyện này, đến chỗ tao nhận vật tư. Vâng, không thành vấn đề, người kia lập tức chân chó gật đầu. Truyền chút tin tức mà thôi, rất dễ dàng. Dây truyền vàng lớn sắp xếp xong những chuyện ấy, thừa cơ không ai chú ý, đi đến rừng cây nhỏ bên cạnh. Có hai con zombie đang quanh quẩn trong rừng cây nghe thấy động tĩnh bỗng nhiên quay đầu trong con mắt tối tăm mờ mịt kia phảng phất như có ánh sáng màu xanh lục dây chuyền vàng lớn sợ ơi là sợ nhưng cuối cùng vẫn lấy dũng khí tiến lên nhét tờ giấy viết xong vào trong túi một con zombie trong đó grr một con zombie đột nhiên giống lên với gã một tiếng làm bộ muốn nhào tới dây chuyền vàng lớn sợ đến run chân cũng quên cả chạy còn bên cạnh tát một tát tới ngăn cản con zombie kia he con zombie kia không phục lập tức tát lại he he hai con zombie đột nhiên đánh nhau lúc này dây chuyền vàng lớn mới hoàn hồn tè ra quần mà chạy chạy ra một khoảng cách dây chuyền vàng lớn nổi lòng tò mò nuốt một mụn nước bọt lại chạy về nhìn hai con zombie đã không đánh nhau nữa một con trong đó đang lung la lung lay rời đi một con khác bò từ dưới đất dậy khập khễnh đuổi theo dây chuyền vàng lớn chữ của dây chuyền vàng lớn y như chó bò mấy người chi khai vừa đọc vừa đoán mới đọc lưu loát được cả bức thư mà bọn họ cũng không nghĩ tới có một ngày phải dựa vào zombie đến đưa thư đám người nhìn về phía sơ tranh cô gái quyết đoán ngồi trên một cái ghế đứng trước mặt cô là hai con zombie một con trong đó đang chỉ vào một con khác giống he 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 không ngừng cảm xúc hết sức kích động sắc mặt cô gái nghiêm túc giống như thật sự nghe hiểu vậy cũng không có tác dụng gì một chữ sơ tranh cũng nghe không hiểu cô rất mờ mịt cô đang hoài nghi nhân sinh he he cuối cùng zombie giống hai lần làm phần kết ừ tôi biết rồi tất cả mọi người là anh em sống chung hài hòa sơ tranh thuận miệng nói mò một câu sau đó đuổi bọn nó đi đi xuống đi zombie cô nghe hiểu sao giá trị võ lực của sơ tranh quá cao dẫn đến những con zombie này thật sự không dám khiêu chiến với cô xám xịt rời đi sơ tranh thở ra một hơi làm ta sợ muốn chết nhưng cử chỉ này của cô đặt trong mắt của bọn chi khai chính là rất lợi hại đại lão còn hiểu cả tiếng zombie kìa đại lão vẫn đúng là đại lão mà đại lão đây là bản chúng tôi chép lại chi khai hấp tấp đưa thư tới sơ tranh quét mắt nhìn một vòng dây chuyền vàng lớn nói gã đã làm theo lời sơ tranh nói sơ tranh cân nhắc lại đuổi kịp bọn họ vì sao ạ à? không phải đại lão không thích đồng hành với người khác sao sơ tranh đương nhiên là đi làm người tốt ngày hôm nay cũng đang cố gắng làm người tốt đó tin tức truyền ra trong đội ngũ kim linh tự nhiên sẽ sống không thoải mái gì đặc biệt là người của quân đội vốn đang rất thích cô ta ai mà ngờ được cô ta lại có thể làm ra những chuyện như vậy kim linh sao có thể ngờ tới đối phương sẽ làm đến ngoan tuyệt như vậy nhanh như thế đã để cho tất cả mọi người biết kim tiểu thư vết thương của cô cũng đã gần như khỏi hẳn tài nguyên chỗ chúng tôi cũng rất eo hẹp sau này cô tự nghĩ cách đi thôi đối phương nói xong cũng đi căn bản không cho kim linh cơ hội nói chuyện kim linh vẫn luôn ngồi xe của quân đội bây giờ người ta không cung cấp nữa cô ta phải làm sao bây giờ kim linh chịu đựng ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của đám người kiên trì đi ra phía sau đội ngũ chính là cô ta đấy à đúng đấy nhìn thì có vẻ hiền lành ai mà ngờ được tâm tư lại ác độc cỡ đó nghe nói mấy chục người trong nhà máy nước ấy đều bị cô ta hại chết à sao có thể làm được chuyện như vậy chứ kim linh cố gắng coi nhẹ sự chỉ trỏ của những người kia nhưng có một số ngôn luận làm cách nào cũng không coi nhẹ nổi chúng không ngừng chui vào trong tai cô ta. Cắm rễ nảy mầm dưới đáy lòng. Kích thích từng dây thần kinh của cô ta. Các người tốt hơn tôi chỗ nào chứ? Không phải cũng dẫm lên máu tươi của người khác mà sống à? Dựa vào cái gì mà nói tôi như vậy? Dựa vào cái gì? Trong lúc vô tình cánh môi kim linh bị cô ta cắn nát, mùi máu tanh lưu chuyển trên đầu lưỡi cô ta. Đội xe dần dần di động, đội ngũ trước mặt khẽ động, kim linh còn chưa tìm được xe có thể đi nhờ một mình cô ta ở lại nơi dã ngoại hoang vu này, không nói gặp phải zombie, mà chuyện thức ăn nước uống cũng là một cửa ải lớn. Kim Linh có chút nóng nảy, nhưng đáng tiếc cũng không ai dừng lại. Kim Linh cũng không đoái. Hoài tới chuyện gì khác, bản năng sinh tồn khiến cho cô ta túm lấy người nhìn quen mắt, bảo bọn họ mang mình theo với. Không được, cô nhìn xe tôi đi, đã ngồi đầy cả rồi. Trên xe tôi không có ghế trống. Không được, tôi không mang cô theo được ai ai cũng nói như vậy kim linh lần lượt bị từ chối sắc mặt càng ngày càng kém cô ta chỉ có thể nhìn những chiếc xe đi qua để lại bụi bặm đầy đất ngay khi kim linh dự định tự nghĩ cách thì bỗng có xe quay về người trong xe kim linh không quen thuộc lắm nhưng nhìn dáng vẻ của bọn họ kim linh cũng biết không phải là người tốt lành gì cô gái lên xe không kim linh lui về phía sau không không cần gần đây không có gì đâu bây giờ cô không có gì cả chết ở đây thì rất đáng tiếc người trên xe cười nói lời này nói rất thực tế nhưng mang theo chút uy hiếp không cần kim linh xoay người chạy trên xe lập tức có người lao xuống đuổi kịp kim linh chặn cô ta lại lần nào kim linh cũng dựa vào lực lượng của người khác thực lực của bản thân cô ta chẳng ra sao cả người đàn ông kia dáng người cao lớn ngăn cô ta lại kim linh căn bản chạy không thoát tôi không lên xe các người tránh ra cô gái à chúng tôi đang giúp cô đấy cô đừng không thức thời như thế chứ người trên xe tiếp tục cười bắt cô ta tới đây các người đừng đụng vào tôi buông ra kim linh hô to cũng không có ai đáp lại hai người đàn ông một trái một phải túm lấy cánh tay cô ta túm cô ta lên trên xe kim linh hoảng loạn cực kỳ vừa cào vừa cấu mấy người đàn ông vừa kêu to. Nhưng đội xe đã rời đi được một lúc, làm gì còn có thể nghe thấy giọng cô ta được. Kim Linh căn bản không thoát khỏi đám người này được, bị cưỡng ép nhét vào trong xe. Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên Hạ Lập là một người lãnh đạo rất giỏi, gặp gỡ zombie cũng có thể cấp tốc đưa ra phản ứng cho người thanh lý hoặc là quay đầu tránh đi. Trên đường đi chưa từng xảy ra vấn đề quá lớn. Mãi đến khi đội trưởng Hạ, đội trưởng Hạ anh mau ra xem đi, bên ngoài, bên ngoài xảy ra chuyện rồi. Người tới mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Người hắn ta mang ra, từ trước đến nay luôn trầm ổn, cho dù là zombie tới, cũng chưa từng thất thố như vậy. Bây giờ bỗng nhiên như vậy, đáy lòng hạ lập cũng lột bột theo, xảy ra chuyện gì? Zombie, rất nhiều zombie, người kia chỉ ra bên ngoài. Hạ lập mau chóng đi ra ngoài, leo lên nóc xe dùng ống nhòm nhìn ra phía sau bây giờ bọn họ đang ở trên một đồng bằng phía đường chân trời thẳng tắp ấy lít nha lít nhít zombie đuổi theo mà tới bối cảnh đang vào lúc nắng chiều xuống núi tô đỏ cả nửa bầu trời trong nháy mắt ấy hạ lập nổi một thân da gà giống như trông thấy cảnh tượng sông pha chiến đấu trên chiến trường xưa vậy bọn nó đang chạy về phía chúng ta khoảng cách này rất nhanh là có thể đuổi kịp chúng ta đội trưởng hạ chúng ta phải làm sao đây? Hạ lập để ống nhòm xuống, phía trước có nơi nào tránh né được không? Không, không có, đoạn đường này đều rất bằng phẳng, phẳng đến nỗi ngay cả kiến trúc cũng không có. Bọn họ căn bản không có chỗ trốn. Kiến trúc cách bọn họ gần nhất, cũng phải cách tầm 100 cây số. Cho những người khác đi trước, người của chúng ta bọc hậu, hạ lập lập tức đưa ra quyết định, xuống nói cho họ biết chuyện gì xảy ra, không nên hoảng hốt. Mẹ nó thế này có thể không hoảng được à? Đám zombie kia, tuyệt đối là đám nhiều nhất mà bọn họ từng gặp. Nhưng bất kể có hoảng thế nào, thì lúc này cũng phải mau chóng đi làm. Đội trưởng hạ, những zombie này, có phải là đám trước đó nghe đồn không? Những người kia còn đồn rằng đám zombie này có con người lãnh đạo, anh xem bầy zombie kia, có chỗ nào, người kia đột nhiên ngừng lại. Thế nào? Hình như, thật sự có người. Người kia không chắc chắn lắm. Bên kia đường chân trời, ở giữa bầy zombie lít nha lít nhít, có một mảnh khoảng trống rất lớn. Mà ở giữa có hai chiếc xe, một chiếc SUV bình thường, một chiếc xe dã ngoại, chạy không tính là nhanh. Mọi người đều biết, zombie trừ bạo lực phá hư thì cũng không có trí tuệ gì. Cho nên có thể lái xe, chắc chắn là con người. Zombie đuổi kịp bọn họ còn nhanh hơn cả dự đoán bọn nó không áp quá gần mà đa phần nằm ngoài tầm bắn của vũ khí tạo thành hình cung dần dần bao vây bọn họ đội trưởng hạ bọn nó có ý gì đây thật sự có người có thể điều khiển được zombie sao đây chính là zombie thứ đồ chơi này chuyên gia cũng không có cách nào giải quyết được sao lại có người điều khiển được chứ trước tiên đừng công kích hạ lập nói bọn zombie này chỉ bao vây bọn họ cũng không có ý áp sát vào hiển nhiên không có ý định công kích. Bên trong có người, Hạ Lập ngược lại thả lỏng hơn một ít. Nhiều zombie như vậy, nếu thật sự trực tiếp nhào lên, Hạ Lập cũng cảm thấy bọn họ chỉ có thể nhận mệnh. Lúc này nhìn có vẻ là sẽ đến đàm phán. Nhưng đám người bình thường thì không lạc quan như vậy, ai cũng bị dọa thành chim cút. Sao mà nhiều zombie vậy, không phải chúng ta sẽ chết chứ? Lời đồn lúc trước là thật, thật sự có zombie thành đàn có phải bọn nó muốn ăn chúng ta không tôi rất sợ chúng ta sẽ chết ở đây sao lao ra đi dừng lại làm gì phía trước cũng bị chặn rồi lao kiểu gì mà lao zombie lít nha lít nhít căn bản không nhìn thấy đầu không có bất kỳ nơi nào yếu ớt lao ra từ đâu được hạ lập cho người đi chấn an bọn họ còn mình lái xe đến phía sau xe bên kia cũng chậm gì gì đi lên chiếc suv kia dừng lại trước chiếc xe dã ngoại đằng sau chậm hơn một chút trên xe không có người xuống ngược lại có một chiếc loa phóng thanh nhét ra cửa sổ xe sau hai tiếng xì xì âm thanh vang dội vang vọng mặt đất chúng tôi không có ác ý không bắn súng thì chúng tôi sẽ xuống xe đàm phán sơ tranh xém chút ấn đầu thẻ người tốt của cô vào trong nước dẫn theo nhiều như vậy zombie sợ cái gì sơ tranh vội vàng ôm thẻ người tốt về trong lòng lấy nước trước mặt hắn đi bắc trì cũng không biết gì cả còn rất ngây thơ tiến đến trước mặt sơ tranh chóp mũi cọ, cọ cọ gò má cô ngửi ngửi lại từ từ cắn môi cô zombie tiên sinh vừa gội đầu lọn tóc ướt sũng cọ qua làn da sơ tranh mang theo một chút ý lạnh sơ tranh cũng không bị hắn dụ hoặc lạnh lùng nhét cho hắn một gói bánh năng lượng đói bụng thì ăn cái này tôi không phải đồ ăn của anh hiển nhiên bắc trì không có hứng thú gì với bánh năng lượng Cầm bánh năng lượng bóp qua bóp lại, dùng dư quang quan sát sơ tranh, muốn cọ đến trên người cô. Không được ăn còn không cho liếm một chút à? Bắc Trì cảm thấy mình bị ngược đãi. Ngược đãi là phạm pháp, ừm, chắc là thế nhỉ. Bắc Trì có chút không rõ ràng, đầu óc khá là mơ hồ. Trong con người tối tăm mở mịt, có sắc thái mê man, làm hắn càng có thêm mấy phần đáng yêu. Lời hô bên ngoài đã kết thúc sơ tranh cúi đầu trao đổi một nụ hôn ngắn ngủi với bắc trì bắc trì còn chưa nếm được hương vị đồ ăn đã rời đi a à, sơ tranh xuống xe hạ lập ở đối diện nhìn một chút là nhận ra cô gái này chính là cô gái lần trước từng gặp ở làng du lịch kim linh nói cô tên là kế sơ tranh sơ tranh xách ghế dựa ra ngoài chi khai và triệu anh tuấn thấy thế phi thường có ánh mắt lôi một cái bàn xếp từ cái dương đằng sau ra trải khăn trải bàn lên lại mang mâm đựng trái cây lên. Tại sao phải bày mâm đựng trái cây không? Tiểu cung biểu thị không hiểu. Không phải là không có trái cây sao, chỉ có thể bày không, điều kiện có hạn, chấp nhận một chút đi. Tiểu cung, nhưng thế này thật khó coi. Cũng đúng. Chi Khai và Triệu Anh Tuấn liếc nhau, móc móc trong túi, hai người góp mấy cục vàng thỏi bỏ vào mâm đựng trái cây, sau đó mang lên. Sơ tranh, hạ lập, sơ tranh tận lực coi nhẹ bọn họ, Khí Định Thần Nhàn ngồi xuống. Hạ Lập thấy đối phương không có ý định chuẩn bị chỗ ngồi cho mình, mở miệng nói trước, "Kế tiểu thư, đám zombie này, sơ tranh mặt nghiêm túc, đáng yêu không?" Tiểu đệ nhà mình vẫn hy vọng có người khen khen. Hạ Lập thật sự không nói nổi hai từ đáng yêu. Hắn ta quả quyết tránh khỏi vấn đề này, cô có thể khiến cho zombie nghe lời cô. Có thể, dù sao không nghe lời thì đánh, đánh tới khi nghe lời mới thôi. Hạ Lập bị đáp án này làm chấn động. Nghe thấy từ miệng người khác là một chuyện, chính tai nghe thấy từ chỗ người trong cuộc lại là một chuyện khác. Sau cảm giác chấn động, Hạ Lập lập tức hỏi, làm sao mà cô làm được? Tôi, Sơ Tranh hơi dừng lại, không phải đến để trả lời câu hỏi của anh. Hạ Lập, kế tiểu thư muốn làm gì? Giọng điệu Sơ Tranh hơi ngưng trọng, tôi muốn làm người tốt. Dù Hạ Lập có trầm ổn đi chăng nữa, nghe thấy lời này cũng phải hiện rõ nghi vấn ra mặt hắn ta thật sự nghĩ mãi mà không rõ tôi không hiểu ý của kế tiểu thư lắm sơ tranh suy nghĩ sâu xa một lát tôi dự định tiễn các anh một đoạn đường lời này rơi vào trong tay hạ lập cũng có hiệu quả hệt như câu các anh để mạng lại đây vậy làm người ta cực kỳ sợ hãi nhưng sơ tranh thật sự chỉ đơn thuần muốn tiễn bọn họ một đoạn đường người của đội trưởng hạ không biết bọn họ đang nói gì nóng lòng gấp gáp muốn biết quá trình. Nhưng zombie quá nhiều, không ai dám qua. Bọn họ chỉ có thể đứng xa xa mà nhìn. Kim Linh cũng ở trong đội ngũ, nhưng lúc này ngày cả tự do xuống xe cô ta cũng không có được, chỉ có thể nhìn sang bên kia qua cửa sổ xe. Cô gái dẫn theo zombie, còn có thể đàm phán với Hạ Lập, đã sớm không phải là dáng vẻ như trong trí nhớ của cô ta lúc trước. Cô chỉ tùy ý ngồi ở đó, lại giống như đang ngồi trên vương tọa, có một loại bá khí bể nghĩa thiên hạ. Rõ ràng bọn họ đều là người giống nhau, nhưng không biết từ khi nào, tất cả đã thay đổi. Vì sao lại cho cô ta biết những chuyện kia, nhưng lại không cho cô ta cơ hội thay đổi? Vì sao cô có thể khiến cho zombie nghe lời? Vì sao? Quá nhiều câu hỏi vì sao quanh quẩn trong đầu Kim Linh, nhưng tất cả đều không có đáp án. Kim Linh không cam tâm oán hận trong đáy lòng sinh sôi như cỏ hoang nhưng lúc này ngoại trừ nhìn thì cô ta cũng không có bất kỳ cách nào cả bây giờ bản thân cô ta cũng khó mà đảm bảo được người bên kia đã nói xong hạ lập trở về trong đội ngũ đội trưởng hạ xảy ra chuyện gì vậy đội trưởng hạ cô gái kia thật sự có thể khống chế zombie sao đội trưởng hạ cô ta muốn làm gì đám zombie này bao vây chúng ta chúng ta còn có thể ra ngoài không mọi người muốn biết rõ đáp án vội vàng hỏi hạ lập hạ lập còn có chút hoảng hốt cảm thấy hình như vừa rồi mình nghe được tin tức giả cô nói cô sẵn lòng hộ tống bọn họ đến mục đích mang theo zombie không có mục đích gì chỉ muốn làm người tốt người hỏi quá nhiều đội trưởng hạ không có cách nào chỉ có thể nói chi tiết với mọi người hộ tống chúng ta cô ta muốn bày trò gì ý này chính là cô ta thật sự có thể khống chế những zombie đó sao mà cô ta khống chế được có phải về sau chúng ta không cần sợ hãi zombie nữa không cô ta mang theo zombie hộ tống chúng ta vậy không phải chúng ta rất an toàn sao an toàn cái gì cậu biết cô ta muốn làm gì không đám kia là zombie đấy lỡ như xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn chúng ta sẽ xong đời cả lũ đấy hạ lập cho người yên tĩnh lại dù sao cũng là đội trưởng của toàn bộ đội ngũ lại có vũ khí tất cả mọi người không dám nói nữa hạ lập biểu thị đối phương không phải đang thương lượng với bọn họ bọn họ không có quyền từ chối nhìn đám zombie bên ngoài càng biết mình không có quyền từ chối mọi người hai mặt nhìn nhau bầu không khí trong đội ngũ rất là quỷ dị hạ lập không thể từ chối cho nên sơ tranh mang theo zombie đi theo phía sau bọn họ thật sự có chút giống hộ tống một thời gian sau mọi người chỉ cảm thấy thần kỳ vậy mà lại thật sự có người có thể khống chế zombie bọn họ bắt đầu nghe ngóng khống chế zombie như thế nào giết zombie chỉ là cách giải quyết vấn đề trước mắt nhưng khống chế zombie thì không giống có thể nắm giữ kỹ năng này về sau bọn họ cũng không cần sợ hãi nữa nhưng mà kỹ năng này đâu có dễ nghĩ ra được như thế cũng có thể là quá đơn giản đám người này không nghĩ tới có đôi khi con người suy nghĩ quá phức tạp đội ngũ vừa đi vừa nghỉ thỉnh thoảng còn phải tìm vật tư phần lớn thời gian sơ tranh đều nằm trong xe dã ngoại lười xuống bắc trì sơ tranh vớt zombie tiên sinh đang ngồi xổm trong góc lên thân thể lạnh như băng của zombie tiên sinh áp vào người sơ tranh mang theo một chút mát mẻ he he bắc trì gầm nhẹ hai tiếng cũng không biết có ý gì sơ tranh cho hắn ngồi xuống sửa sang tóc cho hắn, xem vết thương của anh. Bắc Trì nghiêng đầu, dường như hắn nghe hiểu, ngón tay câu lấy quần áo, chủ động vén lên. Vết thương khép lại rất chậm, lúc này đã kết vảy, mọc ra một chút thịt mềm hồng hồng. Sơ Tranh dùng đầu ngón tay chọc chọc, Bắc Trì không có cảm giác gì, cũng chọc chọc theo. Sơ Tranh nắm tay hắn lại, đừng sờ lung tung. Bắc Trì, không phải cô cũng đang sờ à? hơn nữa đây là thân thể của tôi ừm thân thể sơ tranh xác định không cần băng lại nữa kéo quần áo của hắn xuống nhìn tôi như vậy làm gì muốn cắn tôi có lòng tốt mà không được báo đáp ta xem vết thương cho mi mà mi lại nhìn ta như vậy sơ tranh vươn tay lung lay hạ trước mặt hắn zombie tiên sinh vẻ mặt hung ác nhanh chóng ngậm lấy cổ tay sơ tranh không cần sơ tranh nói bắc trì cũng không dám dùng sức cuối cùng lại biến thành chó con liếm xương sơ tranh cổ tay ướt nhẹp thật sự rất khó chịu thẻ người tốt có bệnh gì đây không thấy bẩn à anh nói như anh vậy còn có thể làm người bình thường không ỉ vào thẻ người tốt không hiểu gì cả sơ tranh bắt đầu nói thoải mái he 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 người bình thường là gì bây giờ hắn không bình thường sao sơ tranh xoa đầu hắn thế này cũng rất tốt miễn cho lại làm ầm ý nuôi con trai còn đơn giản hơn nuôi tổ tông nhiều. He he he, mặc dù zombie tiên sinh không hiểu nhiều, nhưng hắn cảm thấy sơ tranh chẳng nói lời tốt đẹp gì. Nhưng sơ tranh cũng không biết hắn đang, he he, cái gì. Hai người cô nói của cô, tôi he của tôi, hình ảnh này lại có mấy phần hài hòa. Sơ tranh muốn thu tay, bắc chỉ bỗng nhiên khom người, ngồi quỳ trên người cô. Sơ tranh, làm gì? Anh có thể chứ, sơ tranh nhìn về phía dưới thân bắc trì một chút. Bắc trì chỉ, chỉ đói bụng, muốn ăn gì mà thôi. Căn bản không có tư tưởng muốn làm những chuyện không thể miêu tả, dễ bị 404 với sơ tranh. Hắn là một con zombie đơn thuần. Cốc cốc, đại lão. Sơ tranh nhìn về phía cửa một chút, muốn đẩy bắc trì xem mình như đồ ăn ra, nhưng mà bạn nhỏ bắc trì rất. Cố chấp, tứ chi cũng sắp quấn lên người cô rồi. Đại lão, Sơ Tranh đẩy người ra một xíu, Bắc Trì bất mãn he he một tiếng, bị Sơ Tranh dùng một tay ấn đầu hắn xuống cổ mình. Cô thở ra một hơi, bảo trì hô hấp đều đặn, "Chuyện gì? Đội trưởng hạ kia phái người tới nói, bọn họ định đến thành phố phía trước tìm vật tư." "Ừ, đi thì đi đi, nói với ta làm gì?" Bắc Trì ngửi tới người lui trên cần cổ Sơ Tranh, hơi thở băng lãnh phun ra trên da cô, Sơ Tranh ôm chặt người trong ngực chúng tôi cũng muốn đi xem sao vật tư trong đội ngũ cũng không nhiều ồ đại lão cô có đi cùng không đây mới là mục đích cuối cùng có đại lão đi theo bọn họ gần như không cần lo lắng sẽ gặp phải zombie không đi bị sơ tranh từ chối người bên ngoài rõ ràng rất thất vọng nhưng cũng không dám tiếp tục hỏi vậy chúng tôi đi đây tiểu ngư và tiểu cung ở lại đại lão không có vấn đề gì chứ không Vậy chúng tôi đi đây. Chi khai gãi gãi đầu. Sao nghe giọng đại lão lại không thích hợp thế nhỉ? Nhưng đại lão lợi hại như vậy. Sẽ không có vấn đề gì đâu. Người vừa đi. Sơ tranh liền buông lực đạo kiềm chế bắc trì ra. Người sau lập tức ấn cổ cô. Người người cái cầm cô. Khóe môi. Bọn chi khai đi chuyến này. Đến ban đêm cũng không thể trở về. Tình huống trong thành phố như thế nào mọi người cũng không rõ ràng. Zombie nhiều. Bị trì hoãn cũng bình thường nhưng mà ai biết hai ngày trôi qua vẫn chưa thấy người về tiểu ngư có chút ngồi không yên đi tới đi lui lo lắng viết rõ trên mặt người bên phía đội trưởng hạ cũng không trở về sơ tranh ngược lại không lo lắng gì dù sao chết cũng có người đệm lưng không phải sao không uổng công đâu edit bay hạ lan tâm nhiên sơ tranh nằm trong ghế nơi xa là đội mũ của hạ lập bên kia lóe lên không ít ánh sáng Giống như ngọn lửa nhỏ lóe sáng trong bóng tối. Sơ Tranh bỏ bánh quy vào trong miệng, cô bỏ một cái, Bắc Trì bên cạnh lại gần, cưỡng ép ngậm đi từ miệng cô. Sơ Tranh, Sơ Tranh đưa bánh quy cho hắn ăn, Bắc Trì lại rất phản nghịch không chịu ăn. Mi lại có bệnh gì à? Ta ăn tương đối thơm sao? Sơ Tranh xoay người, đưa lưng về phía Bắc Trì. Bắc Trì từ từ chạy tới, mắt không chớp nhìn chằm chằm cô. Sơ Tranh cầm một miếng bánh quy nhỏ, thử bỏ vào trong miệng, quả nhiên cô còn chưa kịp cắn một miếng, Bắc Trì đã lại gần, ngậm bánh từ chỗ cô đi, răng rắc răng rắc nhai hai lần, nuốt xuống. Thật sự có bệnh, Sơ Tranh cầm bánh quy, leo lên trần xe. Bắc Trì không thể đi lên, chỉ có thể đi vòng quanh xe dã ngoại, thỉnh thoảng, he he, hai tiếng. Sơ Tranh nằm trên trần xe, thoải mái ăn xong bánh quy. Lúc này mới thỏ đầu ra nhìn hắn. Kết quả nhìn một vòng mà không nhìn thấy người. Đáy lòng sơ tranh hơi ngưng lại, con hàng này sẽ không chạy chứ. Cô vội vàng nhảy xuống xe, vừa xuống thì đã bị người nhào vào lòng. Phía sau lưng sơ tranh đụng vào xe, thân thể bắc chỉ đè tới, đôi môi mang theo chút mùi hương của bánh quy sữa đè lên. Sơ tranh rất tuyệt vọng. Cô thật sự không muốn làm đồ ăn. Sơ tranh cảm thấy mình nên dậy hắn chút nhẹ chút, bắc chỉ cắn hơi dùng sức, sơ tranh tức giận cảnh cáo hắn. Cắn rách ra thì mi chết chắc. Ừm, bắc chỉ mơ hồ lên tiếng. Lúc đầu sơ tranh không chú ý, sau đó cảm thấy không thích hợp, vừa rồi hình như hắn không dùng kiểu âm thanh như, he. Bắc chỉ, ướm, bắc chỉ dừng lại, nghi hoặc nhìn cô. Sơ tranh hít mắt, anh biết nói những từ khác rồi à. Nghe không hiểu cô đang nói gì. Bắc trì nghe không hiểu thì lại tiếp tục chuyện của mình nhưng bị sơ tranh ngăn cản bác trì bất mãn gầm nhẹ một tiếng nhưng sơ tranh không quan tâm những chuyện đó khăng khăng bắt bác trì nói lại âm tiết vừa rồi cô mới tiếp tục để hắn hôn cắn đồ ăn cũng phải có yêu cầu bác trì không hiểu chỉ có thể he he biểu thị sự bất mãn của mình không học được thì sau này không thể cắn tôi nữa sơ tranh càng dữ hơn trong con ngươi tối tăm mờ mịt của bác trì phản chiếu người trước mặt giống như sơ tranh là một phụ huynh nghiêm khắc mà hắn chính là học sinh đáng thương vậy bởi vì không làm được bài tập nên bị phạt không được ăn cơm he bác trì thử phát ra âm thanh không đúng he không đúng bác trì không vui sao lại không đúng rồi bác trì không chơi với sơ tranh nữa từ từ chạy đến phía sau cùng của xe nhét mình vào trong khe nhỏ hẹp sơ tranh, con trai thật khó chăm. Dù sao cũng là zombie. Từ từ sẽ đến, không nóng nảy, sơ tranh an ủi mình một phen, ôm người ra, ấn ở trong ghế bên cạnh hôn một hồi lâu. Bắc trì có chút kháng cự, hắn không thích thế này, nhưng sơ tranh đè tay chân hắn đến xít sao, bắc trì căn bản không thoát ra được. Sơ tranh đã quen, hắn dẫy dụa một hồi rồi sẽ yên tĩnh lại, mặc cho cô hành động cũng không thể để hắn xem mình như đồ ăn, mà ta không thu được chút lãi nào đúng không? Sơ tranh cảm thấy mình không lương thiện như vậy. Tôi muốn có được anh, sơ tranh thở ra một ngụm, ghé vào tai hắn thấp giọng nói. Bắc trì nghiêng đầu, không hiểu có được là gì. Cuối cùng sơ tranh chỉ thở dài, sờ sờ đầu hắn. Zombie nhỏ đầy trong đầu đều là ăn, gì cũng không hiểu. Sơ tranh cảm thấy mình thật khổ thẻ người tốt của mình cũng không thể làm chút chuyện không thể miêu tả. Cơn giận của Bắc Trì không kéo dài lâu, ban đêm sơ tranh nằm nghỉ ngơi, Bắc Trì thở hổn hển leo vào chỗ sơ tranh, nhét mình vào trong ngực cô, ôm cô giống như bạch tuộc. Sơ tranh buồn cười sờ sờ đầu hắn. Bọn chi khai vẫn chưa về à? Sơ tranh mở cửa xe xuống dưới, Bắc Trì cúi thấp đầu đi theo phía sau cô. Vẫn chưa, sắc mặt tiểu ngư không tốt lắm, họ không xảy ra chuyện gì chứ tiểu ngư lo lắng một đêm không ngủ bây giờ dưới mắt một mảnh xanh đen hôm qua sơ tranh đã cho zombie vào thành nhưng đến bây giờ cũng không thấy trở về không biết là không tìm được người hay là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn rồi ngay khi sơ tranh dự định vào thành tìm người có zombie hấp tấp trở về trong túi zombie có tờ giấy mà bọn chi khai viết bọn chi khai bị nhốt rồi bên kia toàn là zombie sơ tranh cho nên ý là muốn ta đến cứu người người tốt một đời bình an sơ tranh hít sâu một hơi cố gắng làm người tốt ngày hôm nay cũng phải cố gắng đó hướng đông nam của thành phố bọn người chi khai bị nhốt trong phòng hầm trừ bọn họ ra còn có hạ lập và một đám người nhìn vô cùng bẩn không biết đã sinh sống dưới đất bao lâu bên ngoài toàn là zombie bọn họ căn bản không dám đi ra ngoài Cô ấy có thấy được không?" Người bên cạnh Hạ Lập hỏi Chi Khai. Chi Khai dùng một que sắt tô tô vẽ vẽ trên mặt đất, nghe vậy nhìn đối phương một chút, "Không biết, những zombie đó rời khỏi phạm vi của sơ tranh là rất dễ dàng phản nghịch. Có con nói không chừng còn trực tiếp không trở về cơ. Cho nên mỗi lần sơ tranh sai zombie làm việc đều phải phái rất nhiều, luôn có một con có thể thành công. Nhưng Chi Khai chỉ gặp phải có một con" anh ta chỉ có thể cầu nguyện con zombie kia đừng phản nghịch như vậy ngoan ngoãn mang tin tức về hạ lập cũng không quá trông cậy vào chuyện sơ tranh có thể đến chờ bên ngoài yên tĩnh một chút hắn ta bắt đầu thương lượng đối sách với người khác chúng tôi đi dẫn zombie ra đến lúc đó mọi người thừa cơ chạy bên phía hạ lập thương lượng xong thông báo với mọi người xe ở ngay trên đường bên cạnh bọn chi khai biết mọi người lái xe đi đội trưởng không được Quá nguy hiểm. Có người không đồng ý, bên ngoài nhiều zombie như vậy, dẫn ra bằng cách nào được? "Đội trưởng, anh đang đi chịu chết đấy, tôi cũng không đồng ý, muốn đi cũng là tôi đi, đội trưởng anh không thể đi." Người của Hạ Lập anh một lời tôi một câu, đều không đồng ý để Hạ Lập đi. Hạ Lập trầm mặt, "Đây là mệnh lệnh." Lời này vừa nói ra, đội ngũ đột nhiên yên tĩnh lại. "Đội trưởng, tôi xin gia nhập, xin hãy phê chuẩn." tôi cũng xin gia nhập xin đội trưởng phê chuẩn hạ lập nói đội ngũ còn cần các cậu bảo vệ không cần dùng đến nhiều người như vậy các cậu bảo vệ mọi người cho tốt chính là hoàn thành nhiệm vụ hiểu chưa chi khai nhìn cảnh tượng cảm động bên kia nhỏ giọng nói chuyện với triệu anh tuấn và a à giật có phải chúng ta hơi máu lạnh không triệu anh tuấn thì thực tế hơn nhiều anh em cảm thấy chúng ta nghĩ xem làm sao để sống sót mới tương đối quan trọng a giật đồng ý với triệu anh tuấn chi khai trầm mặc gật gật đầu có đạo lý hạ lập mang người ra ngoài dẫn zombie ra những người còn lại thừa cơ chạy nhưng zombie rất nhiều bọn họ vẫn bị phát hiện đám zombie ngao ngao đuổi theo chi khai vẫn không cảm thấy zombie này có gì đáng yêu thật đáng sợ a a a a a a anh khai bên này a giật chạy ở phía trước quay về xe ở bên kia tri khai chỉ vào một bên khác không được bên kia có zombie